Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, cái cảm giác mà phải dùng 3G trong chính ngôi nhà của mình có wifi nó lạ lẫm lắm chúng mình ạ. Và chị đã đăng ký chị đã đăng ký 3G để có thể có mặt ở đây cùng với các bạn. Nên là bây giờ nếu như mà các em đã có mặt trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị ngay và luôn nhá. Cái cảm giác mà dùng 3G trong chính ngôi nhà của mình nó lạ lẫm lắm. Các em ơi, các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đây. Các em đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? Cảm giác nó lạ lẫm lắm. Và rất xin lỗi các bạn bởi vì wifi nhà chị nó kém quá. Hôm nay tự nhiên nó kém quá. Nên là thành ra là chị vừa mới phải dừng lại để đăng ký 3G và phát trực tiếp cùng với chúng mình. Các em có thấy ổn chưa ạ? Chúng mình ơi, nó bị làm sao ấy từ chiều cơ. Rồi, chúng mình thấy ổn chưa ạ? Các em có nghe rõ chị nói không? Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ chị nói không ạ? Chúng mình có nghe rõ chị nói không? À, các bạn có nghe rõ chị nói không ạ? Nào, nghe rõ chị nói chưa? Hello Bảo Châu, xin chào Hải Lâm, xin chào Ánh Nga, xin chào Lan Anh, xin chào các bạn. Đã nghe rõ chị nói chưa ạ? Cho chị biết nhá, điểm danh xong rồi trả lời câu hỏi đấy để chị biết nhá. Để chị biết là xem là các bạn có nghe chị nói rõ chưa nhá. Ok không ạ? Ổn chị ạ, rồi nhất trí, xin cảm ơn. Bắt đầu với nhau luôn nhá. Về cái phần nội dung kiến thức mà ngày hôm nay chia sẻ với các bạn, giống như là chị đã có dặn trước chúng mình rồi, là ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng với nhau có một cái buổi hướng dẫn liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp. Ok không ạ? Hướng dẫn liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp. Đây sẽ là hai cái phần mà ở đây những bạn nào thấy khó giơ tay chị xem cái. Nào, ở đây những bạn nào thấy khó ạ, giơ tay chị Hiên xem cái. Những bạn nào thấy khó giơ tay chị xem cái ạ. Có bạn nào cảm thấy rằng là hai cái phần này là hai cái phần rất là khó? Đấy là mình phải liên hệ với bản thân ấy. Mà từ trước đến giờ thì mình chỉ đi theo cái hướng là giống như kiểu là mình hay làm ấy. Còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì mình cần phải như thế này, mình cần phải như thế kia. Có bạn nào hay bị rơi vào cái trường hợp như thế không ạ? Có bạn nào hay bị rơi vào trường hợp như thế không ạ? À, chúng mình ơi, nhất trí, có rất nhiều những cánh tay đã giơ lên. Có rất nhiều những cánh tay đã giơ lên ạ. Và đừng lo lắng, chị có mặt ở đây để có thể giúp đỡ cho các bạn mà. Bây giờ, các bạn đã sẵn sàng để chị em mình cùng với nhau bước vào buổi học ngày hôm nay hay chưa? Nào, chúng mình ơi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng để có thể ở đây và tham gia cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay chưa? Ok, nếu như các bạn đã sẵn sàng, vậy thì ngay bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nội dung kiến thức ngày hôm nay chúng mình nhá. Trước tiên chúng mình sẽ có, chúng ta sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại về một trong những cái lượng kiến thức rất là quan trọng. Đó chính là dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội. Được không nào? Trước tiên là dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội. Rồi, ok. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta sẽ chia ra thành phần mở đoạn này. Phần này các bạn đều nhớ đúng không ạ? Thân đoạn này. Đó. Đúng không? Và kết đoạn này. Và đợi chị chỉnh một chút nhé, cái này nó đang hơi bị thấp một chút xíu. Rồi, mở đoạn này, thân đoạn này và kết đoạn. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có nhá. Các bạn lưu ý, mở đoạn thì các bạn đều nhớ rồi. Đó là chúng ta sẽ phải dẫn dắt, chúng ta phải nêu được vấn đề. Đúng không ạ? Chúng ta phải nêu được vấn đề. Và ở trong những buổi trước, chị cũng đã cho các bạn thực hành để các bạn có thể chủ động nêu ra được cái gì nhỉ? Nêu ra được những cái ý tưởng của các bạn trong việc xây dựng mở đoạn với những cái đề bài khác nhau rồi. Đúng không ạ? Nếu mà nhắc nhớ lại nhanh về những cái ý tưởng mà chúng mình có thể triển khai để viết được mở đoạn ấy, thì các em có còn nhớ không? Nếu như mà nhắc nhớ lại nhanh về những cái ý tưởng mà chúng mình có thể triển khai được từ cái phần mở đoạn ấy, Thì các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ được không ạ? Chúng mình có nhớ không? Nào, chúng mình có nhớ không? Ý tưởng đầu tiên chúng mình có thể đi từ gì nhở? À, chúng mình có thể đi từ một cái hình ảnh. Chúng mình đi từ biểu tượng. Đúng không ạ? Chúng mình đi từ hình ảnh, chúng mình đi từ biểu tượng. Được không nào? Chúng mình có thể đi từ những cái câu hỏi. Đúng không? Chúng mình có thể đi từ một cái trải nghiệm. Đúng rồi, chính xác. Chúng mình có thể đi từ một cái trích dẫn. Đúng rồi, nhận định này. Ok, chính xác. Phải không ạ? Sẽ có khá là nhiều những cái hướng đi trong ý tưởng của chúng mình. Phải không nào? Và chị tin rằng là khi mà các bạn biết vận dụng, và đặc biệt là các bạn tư duy thêm, mở rộng thêm về cái vốn hình ảnh, vốn từ ngữ của mình, những cái liên tưởng của mình, thì các bạn sẽ có được những cái phần mở đoạn có thể nó chỉ là 1-2 câu thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ rất là ấn tượng. Được không ạ? Có thể nó chỉ là 1-2 câu thôi, nhưng nó sẽ rất là ấn tượng đấy. Ok chưa nào? Bây giờ chúng mình cùng nói tới một cái phần trọng tâm hơn nhá. Đó là phần thân đoạn. Ở trong phần thân đoạn này thì chúng mình sẽ có các ý trước tiên là giải thích. Đúng không nào? Trước tiên là giải thích. Rồi, giải thích xong thì mình sẽ làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Giải thích xong thì mình sẽ tiến hành phân tích và bàn luận. Đúng không ạ? Giải thích xong thì mình sẽ tiến hành phân tích, bàn luận. Ok chưa ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ có thêm một ý nữa, đó chính là chúng ta sẽ chứng minh. Được không? Chúng mình sẽ chứng minh. Được không ạ? Chứng minh xong thì ở đây là bằng dẫn chứng đấy nhá. Chứng minh xong thì chúng mình có thể lật ngược vấn đề nếu cần. Được không ạ? Nhớ là nếu cần nhá. Sau đó chúng mình sẽ tiến hành liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân. Và cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành kết đoạn để đưa ra thông điệp. Đúng không ạ? Kết đoạn, khép lại vấn đề ở đây. Và chúng mình sẽ đưa ra thông điệp. Nhất trí không nào? Thế thì các bạn ơi, đây là cái dàn ý mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Ở buổi trước thì chị có cho các bạn đi làm một cái ví dụ về những cái dạng đề. Và các bạn sẽ lựa chọn những cái dạng đề, các bạn sẽ lựa chọn những cái ý tưởng để các bạn viết mở đoạn. Ngày hôm nay, chị muốn là chúng mình sẽ cùng với nhau thực chiến luôn về một số những cái đề. Và chúng ta sẽ làm cái thao tác này, đó là cái thao tác phân tích và bàn luận trước khi đến với cái phần đưa ra liên hệ bản thân cũng như là cái phần chúng ta kết đoạn nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau làm những cái ví dụ về phân tích và bàn luận đã nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau kể với chị Hiên như thế này. Các bạn đều biết rằng là ở trong cái phần phân tích và bàn luận ấy, đúng không? Trong cái phần phân tích và bàn luận thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi trả lời 2 câu hỏi. Phải không ạ? Câu hỏi số 1 là gì và câu hỏi số 2 là gì nhỉ? Đề nghị các bạn cùng nhắc nhớ lại giúp chị nào. Câu hỏi số 1 là gì và câu hỏi số 2 là gì ạ? Chúng mình cùng kẻ một cái bảng ở đây nhá. Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ không ạ? Nào trả lời cho chị biết nào. Câu hỏi số 1 là gì và câu hỏi số 2 là gì nào? Nhanh chóng nào. Ở trong phần phân tích và bàn luận, chị đã từng đề cập đến cái này rồi. Nào các em ơi, nói chị nghe nào. Chúng mình sẽ phải đề cập tới những cái vấn đề gì đây? Chúng mình sẽ đề cập tới những cái vấn đề gì nhỉ các bạn nhỉ? 2 câu hỏi nào nhỉ? Cùng nhắc nhớ lại nhanh với chị Hiên nào. Chúng mình có 2 cái câu hỏi nhắc nhớ tới, đó là 2 câu hỏi gì đây? Nào, 2 câu hỏi gì ạ? 2 câu hỏi gì đây nhỉ? Nào, chúng ta có 2 câu hỏi gì nhỉ các bạn nhỉ? Cho cái phần phân tích và bàn luận ạ. Và ở đây chị muốn là chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục sử dụng thêm các cái đề nhá, chúng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau sử dụng thêm các cái đề. Ok không nào? Để chúng ta làm cái này, bởi vì chị thấy là cũng có khá là nhiều bạn vẫn còn bị thắc mắc về cái phần phân tích và bàn luận. Có nhiều bạn vẫn còn bị thắc mắc ạ. về cái phần phân tích và bàn luận này, nên là chị đang muốn là chúng mình có thể cùng với nhau trao đổi thêm. Ok chưa ạ? Nào chúng mình ơi, đâu rồi? Hai câu hỏi đó là gì nhỉ? Câu hỏi số 1 đó là cái quan điểm của các bạn đưa ra là như thế nào, đúng không? Và cái thứ hai đó là những cái lý lẽ, hay nói cách khác là lập luận của các bạn, những cái lý lẽ của các bạn đưa ra để bảo vệ cho cái quan điểm đó của các bạn là gì. Em ơi, em còn nhớ cái này không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình còn nhớ cái này không ạ? Các bạn có còn nhớ cái này không đấy? Hả, các em có còn nhớ cái này không đấy? Ồ, có còn nhớ cái này không đấy? Đây là một trong những cái rất là quan trọng nhá. Bởi vì như chị đã nói là cái việc chúng ta đi giải quyết một cái bài nghị luận xã hội, đó là cái hành trình để chúng ta đi trả lời những cái câu hỏi mà. Ok không? Đó là cái hành trình chúng mình đi trả lời những cái câu hỏi mà. Nên là gì? Nên là các bạn hãy chú ý giúp cho chị rằng là trước tiên chúng ta cần phải nắm được cái hệ thống câu hỏi. Được không nào? Chúng ta nắm được cái hệ thống câu hỏi là gì thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái đó. Ok, thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau đến với... chúng mình sẽ có ở đây cái chủ đề đầu tiên nhá. Chúng mình sẽ có cái chủ đề đầu tiên ở đây. Các bạn ơi, các bạn muốn lựa chọn cái chủ đề nào ạ? Chúng mình muốn lựa chọn chủ đề nào nào? Chúng mình muốn lựa chọn chủ đề nào đây? Nào, các em muốn lựa chọn chủ đề nào? Một cái chủ đề nào đó để cho các bạn... Ví dụ các bạn đang gặp một cái đề nào đấy chẳng hạn, các bạn có thể để ở đây để chị em mình cùng với nhau, để chị em mình cùng với nhau có thể trao đổi. Ok không? Nào, các bạn đang muốn là chúng mình sẽ cùng với nhau làm về chủ đề gì ạ? Ví dụ nhá, chị sẽ lấy một cái chủ đề ở đây, trong lúc đợi các bạn tư duy thêm về các cái chủ đề mà các bạn mong muốn là chúng mình có thể cùng với nhau làm nhá. Ví dụ, chúng ta sẽ có về ý nghĩa. Được không ạ? Chúng mình sẽ có một đề về ý nghĩa của dám khác biệt. Được không? Ý nghĩa của dám khác biệt. Các em ơi, các bạn vẫn đang xem được phần phát trực tiếp của chị chứ? Sao chị lại thấy phản hồi là không xem được nhỉ? Các bạn ơi, các bạn vẫn xem được bình thường mà, đúng không? Chúng mình comment cho chị Hiên biết nhá. Các bạn vẫn đang xem được bình thường đúng không ạ? Ồ, thế thì một bạn nào đó giúp chị Hiên gửi cái link này vào ấy được không? Nào các bạn ơi, các em có đang xem được không ạ? Nếu như mà các bạn xem được thì các bạn phản hồi lại cho chị biết nhá. Các bạn có đang xem được không nào? Các em có đang xem được không? Các bạn có đang xem được không ạ? Nếu mà xem thì bình luận giúp cho chị, với cả nhắn tin vào trong group là các bạn đang xem được để cho các bạn ý biết với. Tại vì chị đang thấy là có nhiều bạn lại cứ nhắn cho chị bảo là đang không xem được phần phát trực tiếp này. Chúng mình ơi, chúng mình đâu rồi? Ồ, các bạn có đang xem được chị phát trực tiếp không thế ạ? Alo? Ok. Đó, các bạn ý vẫn đang xem được mà, đang like bình thường mà. Sao các em lại cứ nhắn cho chị và bảo không xem được thế nhở? Chị đang rất tha thiết để giảng bài cho các bạn đây. Rồi chúng mình ơi, thế thì bây giờ nhá, chúng mình cùng quay trở lại đây nhá. Ok chưa? Chị đang nói tới một cái đề ở đây, đó chính là ý nghĩa của dám khác biệt. Đây cũng là một trong những cái đề mà chị có giao bài tập về nhà cho các bạn ở buổi vừa rồi. Và có rất là nhiều bạn cảm thấy rằng đây là một cái đề rất là khó. Ok không ạ? Có rất là nhiều bạn đang cảm thấy là học rất khó, đề này rất khó. Nhưng mà chị thì chị thấy rằng là khi mà chúng ta đã có được một cái bản lề rất là vững chắc, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái cấu trúc, thì chúng ta có thể giải quyết nó cực kỳ đơn giản. Chúng ta có thể giải quyết nó cực kỳ đơn giản ạ. Chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn và các bạn sẽ thấy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đang nói đến ý nghĩa của dám khác biệt. Các bạn hiểu, chúng ta có thể thấy là về cái quan điểm đưa ra thì đúng là mỗi người cần phải dám khác biệt. Dám khác biệt ở đây không có nghĩa là chúng ta phải làm những cái điều gì đó thật là phi thường, Mà dám khác biệt ở đây đôi khi là chúng ta dám vượt qua cái vòng an toàn của chính bản thân mình, đúng không ạ? Trở thành một cái tôi mới khác biệt với chính bản thân mình, đó cũng là dám khác biệt rồi. Thế nên chúng ta có thể viết cái đề này theo khá là nhiều những cái hướng khác nhau. Các bạn có thể viết theo cái hướng là mình sẽ định hướng dám khác biệt ở đây là mình sẽ làm những cái điều nó lạ, mình sẽ làm những cái điều khác, mình sẽ làm những cái điều mới mẻ, sáng tạo và độc đáo. Nhưng chúng ta cũng có thể triển khai theo một cái hướng là dám khác biệt ở đây, đó chính là dám khác biệt với chính bản thân mình của một cái thời điểm nào đó, trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Thì cái phiên bản tốt hơn đó, bản thân mình, đó là những cái khía cạnh mà các bạn có thể đi và chị cho rằng nó đều đúng cả. Được không ạ? Chị nghĩ rằng nó đều đúng cả. Thế thì ở đây ví dụ như chúng ta lựa chọn đi, chúng ta lựa chọn cái quan điểm đó là tôi cảm thấy rằng mỗi người, đúng không ạ? Bản thân mỗi người và đặc biệt là những người trẻ. Bản thân mỗi người. Bản thân mỗi người. Và đặc biệt, được không? Là những người trẻ. Là những người trẻ. Được không ạ? Cần dám khác biệt. Ví dụ thế. Tức là ở đây chúng ta dùng luôn một cái câu để thay cho một cái câu nói rằng là tôi đồng ý với việc phải dám khác biệt. Đúng không ạ? Tôi đồng ý với việc phải dám khác biệt. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra những cái phần lập luận nhá. Chúng ta sẽ đưa ra những cái phần lập luận. Được chưa nào? Rõ ràng là chúng ta đều biết rằng có nhiều cách, có nhiều con đường, có nhiều ngã rẽ để mỗi người đến với thành công. Và chúng ta mỗi người thì đều cần phải cẩn trọng để bản thân có thể đi theo một cái hướng nhưng mà không đi theo một cái lối mòn đã định sẵn, mà chúng ta cần phải thay đổi. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải thay đổi. Để làm gì ạ? Để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng thứ nhất, chúng ta sẽ đưa ra nhá, cái đầu tiên. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ phải trả lời cho quan điểm là vậy thì tại sao tôi lại cần phải khác biệt? Tại sao tôi lại cần phải dám khác biệt? Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi đấy. Thì như chị đã nói rồi, sẽ có hai câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi đầu tiên, đó là quan điểm của bạn về vấn đề đó như thế nào? Và câu hỏi thứ hai đó chính là tại sao mà bạn lại lựa chọn cái quan điểm đó đối với cái vấn đề đó. Ok không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Ở đây chúng mình sẽ có, đó chính là mình đã lựa chọn quan điểm là bản thân mỗi người và đặc biệt là những người trẻ cần phải dám khác biệt. Và cái dám khác biệt, hoặc các bạn có thể triển khai theo khác nhé. Dám khác biệt. Dám khác biệt. Được không ạ? Là một trong những yếu tố. Là một trong những yếu tố đưa bạn đến thành công. Ví dụ thế. Đó, có rất nhiều cách để triển khai mà. Phải không ạ? Có rất nhiều cách để triển khai và các bạn có thể dùng lời văn của mình để có thể triển khai. Được chưa nào? Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy nhỉ, chúng ta sẽ đưa ra những cái phần lập luận rằng là tại sao chúng ta lại phải dám khác biệt. Bây giờ mỗi bạn đưa cho chị một cái lý do đi ạ. Nào, các bạn sẽ bình luận ở đây nhé. Mỗi bạn đưa cho chị một cái lý do đi ạ. Mỗi bạn đưa cho chị một cái lý do đi ạ. Tại sao chúng ta lại phải dám khác biệt và tại sao dám khác biệt lại là một trong những cái yếu tố để đưa chúng ta đến với thành công? Nào, các bạn đưa cho chị một cái lý do được không? Nào, các bạn đưa cho chị một cái lý do được không? Nào, các bạn đưa cho chị một cái lý do được không ạ? Mỗi bạn một lý do nhé. Thế thì sau đấy chị sẽ cùng với các bạn là sắp xếp lại đó, những cái ý đó. Chị sẽ sắp xếp lại cùng với các bạn những cái ý đó. Nào chúng mình ơi. Cái ý thứ nhất, có thể thấy này, sự khác biệt sẽ khiến cho mỗi người thể hiện được bản sắc riêng của mình, không bị hòa tan trong cộng đồng. Đúng không ạ? Sự khác biệt, chúng ta thấy rằng trước tiên nhá, mình sẽ cùng list các cái ý ra, sau đó mình sẽ sắp xếp nó một cách phù hợp. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau liệt kê các cái ý đó ra trước. Ok chưa ạ? Thứ nhất, sự khác biệt. Sự khác biệt Được không? Giúp mỗi người hay mỗi cá nhân giữ được bản sắc riêng. Giữ được bản sắc riêng. Ok không ạ? Không hòa lẫn với cộng đồng. Không hòa lẫn trong đám đông. Đó, ý đầu tiên mình chốt lại, đó chính là lưu ý nhất về cái cụm đó là giữ được bản sắc riêng. Ok chưa ạ? Mỗi cá nhân giữ được bản sắc riêng. Được chưa nào? Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai mình lựa chọn đó chính là cái sự dám khác biệt giúp chúng ta có được suy nghĩ độc lập. Suy nghĩ độc lập. Ok chưa ạ? Giúp chúng ta có được suy nghĩ độc lập, táo bạo. Để làm gì ạ? Thể hiện được. Để gì ạ? Để làm được những điều mới mẻ có giá trị. Mới mẻ có giá trị. Ok không? Đó, thêm một ý nữa. Được chưa nào? Và đôi khi cái sự khác biệt, được không ạ? Sẽ giúp cho những người khác quan tâm đến bạn hơn. Quan tâm đến bạn. Hoặc việc bạn dám khác biệt, đó là một cái sự dũng cảm của chính bản thân bạn, giúp cho người khác nể trọng bạn, nể phục. Được không ạ? Và tôn trọng bạn. À, được không ạ? Tôn trọng. Được không nào? Và đó, họ tìm thấy ở bạn cái nguồn năng lượng mới. Đó, ví dụ như chị lấy 3 cái ý như thế này chẳng hạn. Thì nếu như mà được sắp xếp thì theo các bạn sẽ sắp xếp các ý như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ có suy nghĩ độc lập này, táo bạo này, sẽ nhận được sự quan tâm, nể phục và tôn trọng từ mọi người xung quanh khi mà bạn dũng cảm đi theo một cái hướng đi mới này. Nào, chúng mình ơi, các bạn ơi, thế theo các bạn, nào, theo các bạn thì ở đây chúng mình sẽ, nếu mà theo các bạn thì ở đây chúng mình sẽ có thể sắp xếp 3 cái ý này theo thứ tự như nào. Theo các em thì như thế nào thì sẽ là hợp lý cho 3 cái ý mà chị để ở đây ạ. Nào, cho 3 cái ý mà chị để ở đây thì theo các bạn chúng mình sẽ sắp xếp như thế nào là hợp lý. Đây là ý số 1 này. Đây là ý số 2 này. Và đây là ý số 3 này. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào ạ? Cái việc mà chúng mình sàng lọc thông tin ấy, để chúng mình đưa thông tin vào trong, tức là bộ não của chúng ta bắt đầu tư duy từng ý ấy, thì đôi khi nó chưa phải là cái tư duy nó đạt đến cái mức độ tốt nhất, hoàn hảo nhất, mà đôi khi là chúng mình sẽ cần phải có thời gian để cho bộ não của chúng ta có thể sắp xếp được nữa. Nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhé. Ok không ạ? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này. Được không nào? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Đó là đôi khi chúng ta nghĩ ra được cái ý, nhưng mà khi mà chúng ta viết từng ý ra một ấy, thì chúng ta sẽ lại thấy là ồ, thì ra nó lại phải cần cái sắp xếp khác, chứ không phải là như cái mà mình thấy, mình để ý ngay từ đầu ở đây đâu. Được chưa nào? Mình nghĩ ra được ngay từ đầu đâu. Thì ở đây nếu là chị xin được lựa chọn cách sắp xếp đó là ý 2, sau đó ý 1, và sau đó là ý 3. Tại vì sao chị lại lựa chọn sắp xếp cái cách lập luận như thế? Bởi vì chị thấy rằng là cái đầu tiên ấy, tức là những cái vấn đề đó nó sẽ tác động trước tiên là đến cái lý trí của chúng ta trước. Thì ở đây cái dám khác biệt chắc chắn nó sẽ tác động đến lý trí của chúng ta, tức là chúng ta sẽ suy nghĩ khác đi. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chị sẽ lựa chọn cái ý đầu tiên, đó chính là mình sẽ từ cái việc dám khác biệt, mình sẽ hình thành được cái suy nghĩ độc lập, táo bạo, để bản thân có đủ cái sự dũng cảm để làm những điều mới mẻ và có giá trị. Đây là điều đầu tiên. Ok không ạ? Sau đó thì từ cái việc là mình đã làm được nhiều những cái điều mới mẻ như thế, những điều có giá trị như thế, thì đó chính là một cái nét bản sắc riêng của mỗi cá nhân. Hay nói cách khác, sự khác biệt giúp mỗi cá nhân giữ được bản sắc riêng. Và cuối cùng từ những cái thứ mà mình làm được có giá trị, mọi người biết đến những điều có giá trị đó của mình, thì mình sẽ nhận được cái sự quan tâm, nể phục và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Và mình cũng sẽ trở thành một cái người truyền cảm hứng, truyền năng lượng đến cho mọi người xung quanh từ cái việc mình dám khác biệt, dám thay đổi, dám đương đầu. Đó, kiểu như vậy. Thì chị nghĩ là mình có thể sắp xếp theo từng ý như thế để nó theo từng nấc thang thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok không? Được không ạ? Chúng mình ơi! Được không nào? Chúng mình nhất trí không ạ? Chúng mình nhất trí không? Nếu mà nhất trí thả tim chị Hiên biết với, bởi vì hình như ngày hôm nay chị không có đọc được comment của các em hay sao á. Đấy, cái cảm giác mà nó phải xem, tức là cái cảm giác tự bật 3G tự phát trong nhà mình nó đặc biệt lắm các em ạ. Chúng mình ơi nào, chúng mình có hiểu cái phần đó không ạ? Tức là gì? Các bạn phải làm cái này, các bạn phải luyện tập nhiều. Và mỗi cái đề các bạn phải tự list ra được những cái lập luận dựa trên cái quan điểm mà các bạn đưa ra. Nhưng mà khi các bạn đã list ra được rồi thì cũng không đồng nghĩa với việc là như vậy đã là đúng. Mà chúng ta cần phải có cái thời gian để chúng ta nhìn lại, để chúng ta sắp xếp từng ý đó sao cho hợp lý, để cái phần lập luận của mình nó trở nên logic hơn. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Thì đồng ý là như thế nhá. Ok chưa ạ? Đồng ý là như thế nhá. Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau tiếp tục. Đây là một cái đề. Các bạn có muốn làm thêm một cái đề nữa không ạ? Chúng mình có muốn làm thêm một cái đề nữa cùng với chị không ạ? Nào, các bạn có muốn làm thêm một cái đề nữa không? Các em có muốn làm thêm một cái đề nữa không? Có muốn làm thêm một cái đề nữa cùng với chị không? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá. Làm thêm một cái đề nữa nhá. Ok không? Ổn không? Rồi, nào, bây giờ làm thêm một cái đề nữa. Cũng là chúng mình sẽ đưa ra những cái phần lập luận nhá. Cũng sẽ là đưa ra những cái phần lập luận ở đây. Được chưa ạ? Ở đây chị có một cái đề, đó là về vai trò của lý tưởng sống. Đây, đề số 2. Vai trò. Đó là về vai trò của lý tưởng sống. Nghe chị đi, chị chắc chắn luôn. Nếu như mà các bạn mà luyện tập nhiều ấy thì các bạn sẽ thấy nghị luận xã hội không hề khó giống như các bạn nghĩ. Hãy chia ra thành từng phần nhỏ giống như chị định hướng cho các em ấy. Và các bạn hãy luyện tập theo cái đấy. Ví dụ như ngày hôm nay mình chỉ luyện tập viết mở đoạn thôi. Được không ạ? Xong rồi ngày mai mình luyện tập mình viết cái phần giải thích. Mình luyện tập viết phần phân tích bàn luận. Mình luyện tập phần đưa dẫn chứng vào. Mình luyện tập cái phần liên hệ bản thân. Rồi mình luyện tập đưa ra thông điệp. Đảm bảo luôn, các bạn sẽ lên level rất nhanh. Các bạn sẽ thấy mình ở một cái đẳng cấp khác khi viết nghị luận xã hội. Chị chắc chắn luôn đấy. Được không nào? Rồi, thế thì ở đây các bạn sẽ để ý giúp chị nhé. Chúng mình có ở đây vai trò của lý tưởng sống. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ có phần phân tích và bàn luận này. Trước tiên là chúng ta phải đưa ra quan điểm đã nhỉ? Thì cái quan điểm của chúng mình ở đây đó là lý tưởng sống. Lý tưởng sống luôn có vai trò. Được không ạ? Luôn có vai trò to lớn. Được không? Đối với mỗi người. Đối với mỗi người. Đó, ví dụ là như vậy. Đây là một cái cách đưa ra quan điểm. Được không ạ? Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người. Ví dụ thế nhá. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì từ ở đây chúng mình sẽ thấy này. Chúng mình sẽ đưa ra các cái phần phân tích bàn luận của chúng ta này. Rồi, trước tiên mình định hướng này, cái ý số 1 đó chính là lý tưởng sống giúp ta xác định được đích đến và kiên định trong mục tiêu. Lý tưởng sống. Lý tưởng sống giúp ta xác định được đích đến. Xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Và kiên định. Và kiên định thực hiện mục tiêu. Được không nào? Và kiên định thực hiện mục tiêu. Ok chưa? Đây là ý số 1 nhá. Ý số 2, lý tưởng sống là động lực để ta vượt qua mọi gian nan thử thách. Động lực để vượt qua mọi gian nan thử thách. Vượt qua mọi gian nan thử thách. Ok không? Động lực để vượt qua mọi gian nan thử thách. Đó. Và chúng ta sẽ có cuối cùng, đó chính là cái gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ nhận được, nhìn ra một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời có ý nghĩa. Và nhận được sự tin yêu từ mọi người xung quanh. Tin yêu từ mọi người xung quanh. Ai mà chẳng thích sống ở cạnh những người có lý tưởng và hoài bão, đúng không các em? Các em cũng thế thôi. Nếu như bây giờ chúng mình mà sống, tức là bên cạnh chúng ta, môi trường của chúng ta, mà ví dụ những người bạn của chúng ta, những người xung quanh chúng ta luôn luôn chỉ nói về những cái câu chuyện rất là buồn chán. Tôi buồn lắm, tôi chán lắm, thì tự nhiên cái tinh thần của mình cũng sẽ như thế. Nhưng nếu như mà mình ở cạnh một người mà có lý tưởng sống, và cái lý tưởng đó nó cứ hừng hực, cái lý tưởng đó nó là một cái lý tưởng mà mình phải học, mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực, tất cả mọi người xung quanh mình đều đang cố gắng và nỗ lực, thì tự nhiên cái tinh thần của mình cũng sẽ khác. Giống như kiểu ở trong một nhóm bạn mà có 5 người ấy, mà bây giờ ví dụ 4 người người ta đang học rất say mê, thì một cái người kia bắt buộc cũng sẽ là, mình cũng sẽ có được một cái động lực rất là lớn để mình cố gắng cùng với những người bạn ở trong nhóm của mình, đúng không ạ? Thì các bạn ơi, những người có lý tưởng sống vẫn luôn luôn nhận được những cái tình cảm, tin yêu từ mọi người xung quanh. Được chưa nào? Thì ở đây nhá, các bạn có thể thấy chị đã chủ động sắp xếp theo các ý tăng tiến rồi đấy ạ. Ý số 1, ý số 2, ý số 3 và ý số 4. Lớn dần. Đây là 3 cái ý đầu tiên là thuộc về cá nhân. Và một cái ý cuối cùng là đối với những người xung quanh thì họ sẽ cảm nhận về những người sống có lý tưởng như thế nào. Cái tình cảm của những người xung quanh dành cho những người sống có lý tưởng như thế nào. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ chị sẽ... Các bạn cùng thử xem chị ghép các cái ý này lại với nhau nhé. Rồi, chị sẽ cùng ghép những cái ý này lại với nhau để chúng mình xem nhé. Như thế này, ví dụ. Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người. Trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động, lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Không có lý tưởng, cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Không có đích đến, bạn cứ bước rồi sẽ đi về đâu. Không có mục tiêu, bạn đang ngày càng cố gắng vì điều gì? Liên tục đưa ra những cái câu hỏi để làm rõ hơn cho cái ý đầu tiên này đấy ạ. Được không nào? À, bắt đầu tiếp tục này. Bên cạnh đó, trên con đường hướng tới thành công, lý tưởng sống là động lực để ta vượt qua mọi gian nan và thử thách. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đấy là cái ý tiếp theo nhá. Trước mây mù của khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn đèn soi đường tỏ lối. Khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lý tưởng bản thân đang theo đuổi, chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ với chính mình rằng không sao đâu, cố thêm một chút nữa, rồi chúng ta sẽ thực hiện được thành công điều mình mong muốn. Có lý tưởng sống soi đường, chúng ta thấy cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn. Ý số 3. Được không ạ? Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy mình có nguồn năng lượng để nỗ lực. Từ đó, ta cũng nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ mọi người xung quanh với nguồn năng lượng sống tích cực ấy. Ok không các em? Có nghĩa là gì? Ở đây là chị đang list ra những cái ý mà chắc chắn chị sẽ đưa vào trong bài của chị. Được không ạ? Chị ở đây là chị đưa ra chắc chắn là những cái ý mà chắc chắn chị sẽ list ở trong bài của chị. Ok không? Thế thì sau đó thì trong cái phần mà chị viết thì chị lại phải bắt đầu đưa thêm nhá. Chị lại phải bắt đầu đưa thêm những cái ý để làm rõ hơn cho những cái luận đề mà chị đã đưa ra ở đây, những cái lý lẽ mà chị đã đưa ra ở đây. Ok không? Được không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu không? Nếu hiểu lại thả tim cho chị Hiên cái để chị biết là các bạn vẫn đang theo dõi. Nào, để chị biết được là các bạn vẫn đang theo dõi ở trong bài học này. Ok không ạ? Đó, mình từ những cái ý mình sắp xếp ra đây và mình viết thành một đoạn. Thế thì các em ơi, chị nhắc lại nhá. Bản thân chị cho rằng ấy là không có cái cách nào để các bạn gọi là có thể, không có cách nào để các bạn có thể lên nhanh, lên tay nhanh, lên tay viết nhanh. Giống như kiểu là tốt viết tốt hơn nhá, được không nào? Để viết tốt hơn, đó là ngoài việc các bạn phải luyện tập. Và đấy, cái sự luyện tập của các bạn sẽ chắc chắn giúp cho các bạn trở nên tốt hơn. Chị gửi tặng các bạn một cái câu này nhá. Chị gửi tặng các bạn một cái câu này: 4 bước tới thành tựu. Thứ nhất, lên kế hoạch có mục đích. Thứ hai, chuẩn bị chuyên tâm. Thứ ba, tiến hành tích cực. Và thứ tư, theo đuổi bền bỉ. Đây chính là 4 bước tới thành tựu. Vậy thì nếu như các bạn muốn viết được những bài nghị luận xã hội tốt hơn thì đương nhiên các bạn hãy thực hiện theo 4 bước này. Lên kế hoạch có mục đích, lên kế hoạch học những cái bài giảng của chị đi, đúng không ạ? Chuẩn bị chuyên tâm đi, sau đó bắt đầu thực hành, tiến hành tích cực và theo đuổi bền bỉ đi. Ok chưa nào? Được không? Nhá, nhất trí không? Ok không? Rồi, thì đây là một cái câu nói để gửi tặng cho chúng mình, 4 bước tới thành tựu. Chúc cho các bạn sẽ có thể tiến tới từng thành tựu nhỏ rồi lớn dần nhá. Được không ạ? Rồi, chúng mình ơi, thì đây là hai cái đề luyện tập với cái phần phân tích bản luận. Các em có muốn hỏi thêm gì không? Mà muốn hỏi thêm gì làm sao hỏi được ta? Đang không đọc được comment. Thôi muốn hỏi thêm gì thì nhắn tin vào trong group, thì một chị nhìn thấy, chị thấy tin nhắn thế là chị sẽ trả lời luôn nhá. Rồi, bây giờ quay trở lại nội dung bài học ngày hôm nay cùng với chúng mình. Đó chính là phần chúng ta sẽ hướng dẫn liên hệ bản thân. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra thông điệp. Ok không ạ? Trước tiên ở đây, đó chính là liên hệ bản thân nhá. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Chúng mình sẽ có ở đây: liên hệ bản thân là việc chúng ta đi trả lời cho câu hỏi, vấn đề đó, đúng không ạ? Vấn đề đó có ảnh hưởng tới, được không ạ, bạn như thế nào. Ok chưa? Vấn đề đó có ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Và các bạn ơi, theo các em thì cái dung lượng mà chúng mình nên dùng cho cái phần liên hệ bản thân này là khoảng bao nhiêu ạ? Chị thì chị nghĩ rằng là không nên dài dòng đâu ạ. Chỉ nên từ 2 cho đến 4 câu là cùng thôi nhá, được không ạ? Không nên dài dòng. Thật ra chị cho rằng 4 câu đã là rất dài dòng. Không nên dài dòng đâu ạ. Không nên dài dòng một chút nào cả cho cái phần này. Nhưng viết cái gì nó cũng phải đời, nó cũng phải thật. Thì đấy mới là cái để chạm đến trái tim của người khác các em ạ. Đấy mới là cái để có thể chạm đến trái tim của người khác. Chứ không phải là những cái gì các bạn lúc nào cũng theo một cái mô típ rằng còn đang là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì em sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không ngừng học hỏi để có thể trở thành người con ngoan của gia đình, trở thành một học sinh ưu tú ở trong lớp. Tất cả những cái đấy là những cái các bạn đang viết theo một cái gì ạ? Các bạn đang viết theo một cái mô típ nó bị khiên cưỡng ấy. Tức là các bạn chỉ viết cho nó đủ thôi. Mà thậm chí cái phần liên hệ bản thân của các bạn còn rất dài dòng. Thế thì chúng mình ơi, các cái bước để chúng mình có thể liên hệ bản thân nhé, các em phải định hình như này. Khi có một cái đề bài được đưa ra, đồng nghĩa với việc các bạn đang tiếp nhận vấn đề. Các bạn đã tiếp nhận vấn đề đó bằng việc các bạn thể hiện quan điểm của các bạn. Và các bạn cũng đã chứng minh cho cái quan điểm của các bạn. Vậy thì rõ ràng là cái vấn đề đó nó đã tác động đến nhận thức của các em, đúng không? Các bạn đã thay đổi về suy nghĩ như thế nào? Đó, tự đặt ra cái câu hỏi đấy nhá. Các em đã thay đổi về suy nghĩ như thế nào? Đây là cái câu hỏi đầu tiên. Ok chưa ạ? Và cái câu hỏi tiếp theo mà chúng mình sẽ đặt ra đó chính là từ cái việc chúng ta có cái sự thay đổi về nhận thức thì chúng ta sẽ hướng tới cái sự thay đổi về hành động. Đúng không ạ? Hành động ở đây không phải lúc nào cũng là cố gắng học tập tốt. Hành động ở đây không phải lúc nào cũng là rèn luyện để trở thành một người con ngoan cho giỏi. Các bạn ạ, nhá, hãy chú ý giúp chị cái này, được không nào? Không phải lúc nào cũng là như thế, mà chúng ta cần phải có cái sự linh hoạt, được không nào? Tùy từng đề để chúng mình có thể đưa ra. Thế thì chúng mình ơi, cái cấu trúc nhá, cái cấu trúc nếu như trong trường hợp mà các bạn quá bí, các bạn không thể viết được cái phần liên hệ bản thân một cách nó trôi chảy, thì các bạn có thể thử sử dụng những cái phần hướng dẫn như sau. Hay nói cách khác, đây là những câu dẫn gợi ý. Những câu dẫn gợi ý, được không ạ? Chúng mình sẽ có những câu dẫn gợi ý nhá. Câu thứ nhất. Thứ nhất này. Soi chiếu, khi soi chiếu vào thông điệp ấy. Khi soi chiếu vào thông điệp ấy. Được không ạ? Tôi nhận ra. Đó, có phải nó sẽ mềm mại hơn không? Mà cảm giác nó sẽ thật hơn không? Thế thì có nhiều bạn nói với chị là chị ơi, em sẽ nên xưng tôi hay là nên xưng em ở trong cái bài viết nghị luận xã hội của mình. Thì các bạn chú ý giúp chị này. Nếu như mà đề bài ấy mà hỏi là trình bày suy nghĩ của em nhá, thì em sẽ giúp chị là xưng em. Nhưng nếu như đề bài đưa ra là trình bày suy nghĩ của anh chị, thì các bạn hoàn toàn có thể xưng tôi. Ok chưa? Thì đấy là cái lưu ý để chúng mình không bị phân vân về cái việc xưng hô ở trong các bài nghị luận xã hội nữa nhé. Chị nhắc lại một lần nữa là nếu như đề bài hỏi là em, bởi vì ở đây cũng có nhiều bạn đang học lớp 8, lớp 9, mà cũng có thể là các bạn gặp những cái đề bài là người ta hỏi là em, thì các bạn có thể giúp chị là các bạn xưng em ở trong phần bài viết. Nhưng mà các bạn học cấp 3 thì thường đề bài của chúng mình sẽ là nêu ra quan điểm của anh chị. Tức là đến đấy đã là một cái thời điểm mà các bạn hoàn toàn, các em có thể chịu trách nhiệm trước tất cả những cái lời nói hành động của các bạn rồi. Nên là các bạn hãy chú ý giúp cho chị là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tôi nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tôi. Ok chưa? Được không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ thấy này. Khi soi chiếu vào thông điệp ấy, tôi nhận ra. Hay khi soi chiếu vào bài học về cái gì đấy, hay thông điệp về cái gì đấy, tôi nhận ra. Được không ạ? Rồi, hoặc là chúng ta có thể đưa ra những cái câu trực tiếp. Được không nào? Tôi cảm thấy mình. Đó, được không ạ? Tôi cảm thấy mình như thế nào đó khi tiếp nhận cái bài này. Và tôi nghĩ rằng tôi nên. Tôi cần. Đưa ra những cái kiểu câu như thế này rất là hay mà rất là thực tế. Được chưa ạ? Ví dụ như là tôi cảm thấy mình còn quá nhút nhát khi chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Được không ạ? Hay là gì ạ? Khi soi chiếu vào lý tưởng sống, tôi thấy rằng mình vốn dĩ vẫn chỉ đang là một chú ốc sên sợ sệt, núp trong một cái vỏ bọc của chính bản thân mình mà chưa dám dũng cảm để theo đuổi lý tưởng mình đã đề ra. Chính điều đó đã tác động đến tôi và tôi nhận ra mình cần phải dũng cảm hơn, hay là cần phải gì ạ? Cương quyết hơn với lý tưởng, với những mục tiêu mà mình đã đặt ra ngay từ đầu, kiểu như vậy. Các bạn ơi, được không nào? Đưa ra những cái cảm nhận trực tiếp của mình. Bởi vì như chị đã nói cùng với các bạn rồi, thật ra ấy, cái điều bản chất, cái quan trọng nhất của chúng mình khi mà chúng mình viết văn, vốn dĩ người ta cần, và đặc biệt là ở trong nghị luận xã hội người ta còn cần hơn, đó là gì các bạn có biết không? Đó chính là cái sự chân thật. Có nghĩa là đây phải là những cái điều mà các bạn thực sự cảm nhận được. Các bạn thực sự mong muốn là mình sẽ thay đổi, và các bạn thực sự thấy rằng là mình cần phải thay đổi. Ok không ạ? Thì chị cho rằng là các bạn hãy đưa ra những cái gì mà bản thân các bạn cảm thấy thật nhất. Đây chỉ là những cái câu dẫn gợi ý để nếu trong trường hợp bí thì các bạn đưa vào thôi, các bạn dẫn các ý vào thôi. Còn lại tùy thuộc vào những cái vấn đề khác nhau thì các bạn sẽ phải linh hoạt nhá. Cái câu dẫn số 3 chúng mình có ở đây, đó sẽ là hiểu về vấn đề. Hiểu về cái vấn đề gì đấy, được không ạ? Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên. Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên. Phải thay đổi mình trước tiên. Được không ạ? Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên về cái gì đó. Ok không? Đó, thêm một cái cách dẫn nữa, một cái câu dẫn gợi ý nữa để các bạn có thể dùng cho cái phần liên hệ của các bạn nhá. Rồi, tiếp tục này. Chúng mình sẽ có ở đây, đó chính là một người trẻ hiện đại trong thời kỳ hội nhập. Là một người trẻ trong thời kỳ hội nhập.